Thật sự hôm nay đội U23 chơi tấn công rất là đẹp mắt, đặc biệt là ở hiệp 2 khi mà sân đã tốt hơn. Những cầu thủ mà có khả năng kỹ thuật cá nhân tốt như Công Phượng hay Hồng Duy hay là người vào sân Quang Hải thì họ đã thay được phẩm chất của mình, và những pha bàn bật thì đương nhiên là làm khán giả rất là thích và mong họ cứ giữ được phong độ như thế này thì chúng ta sẽ thành tốt tốt tại SEA Games. Tôi nghĩ là hàng tấn công hôm nay mọi cầu thủ đều chơi tốt, có thể là vì Tomori chưa thật sự đủ mạnh, nhưng mà càng nhiều người chơi tốt cùng một trận đấu đó là thể hiện một đội bóng mạnh. Đầu tiên là xin chúc mừng Hà Đức Chinh về bàn thắng, và còn cậu ta có thể tiến bộ hơn nhiều nữa vì cậu ta còn khá trẻ. Đây chỉ là những bước đi đầu tiên của Hà Đức Chinh. Chúng ta chỉ xem sự tiến bộ của chúng ta thôi, thì không phải là Tomori yếu, nhưng mà họ đã thể hiện được cái sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Thì mong họ càng ngày càng gắn kết hơn, thì có sự trở lại của Xuân Trường cũng như là Văn Toàn, thì tôi nghĩ là U23 sẽ có một cái hàng tấn công với tôi là tốt, kể cả so với thế hệ trước.